Được thành lập từ năm 1972, trường Trung học phổ thông huyện Bảo Lạc đã vượt qua muôn vàn khó khăn để trồng người. Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, nhiều thế hệ học sinh nhà trường đã trưởng thành trên các lĩnh vực. Có người là lãnh đạo đầu ngành, nhà quản lý, nguyên là lãnh đạo tỉnh, cán bộ công chức xuất sắc, người lao động giỏi. Cùng với sự đổi thay của quê hương đất nước, trường Trung học phổ thông huyện Bảo Lạc đã không ngừng vươn lên, ghi nhiều dấu ấn cho sự nghiệp giáo dục ở địa phương. Số lượng học sinh tăng lên, kết quả tốt nghiệp, thi học sinh giỏi, tỷ lệ đỗ đại học ngày càng cao. Nhiều năm liền, trường đạt lao động tiên tiến, xuất sắc, được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khi mới thành lập, trường Trung học phổ thông Bảo Lạc gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và thiếu giáo viên. Tiền thân là trường cấp 2 Bảo Lạc, tọa lạc dưới chân đồi Pù Chè Ròn, thuộc khu 2, thị trấn Bảo Lạc. Sau khi thành lập trường Trung học phổ thông Bảo Lạc, chỉ có một lớp 8 nhô, lớp 10 hiện nay. Đến năm 1973, trường cấp 2 Bảo Lạc được chia tách thành hai trường, bao gồm trường cấp 3 Bảo Lạc và trường cấp 2 Bảo Lạc. Đây là năm thứ hai, nhà trường có thêm một lớp 9 với 32 học sinh là con em các dân tộc trên địa bàn huyện. Bước sang năm học 1974-1975, trường Trung học phổ thông Bảo Lạc chuyển về địa điểm Nà Cán thuộc khu 1, thị trấn Bảo Lạc. Lúc bấy giờ, nhà trường phải đối mặt với những khó khăn thiếu thốn cơ sở vật chất, các phòng học tạm bợ bằng cột gỗ, lợp ngói, vách đất, bảng đen, phấn trắng. Do thiếu thốn giáo viên nên phải dạy kết hợp nhiều môn. Trong hoàn cảnh đó, thầy trò trường cấp 3 Bảo Lạc luôn nỗ lực, đoàn kết, đã vượt qua mọi khó khăn, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động học sinh ra trường, ra lớp. Tuy nhiên do thiếu giáo viên nên học sinh lớp 10, lớp 12 hiện nay phải ra thị trấn Nguyên Bình học tập. Đến năm học 1986-1987, trường học lại chuyển về Pù Chè Ròn, thuộc khu 2, thị trấn Bảo Lạc, là địa điểm hiện nay. Sau 35 năm vượt khó để dạy tốt, học tốt, đến năm học 2004-2005, trường cấp 2-3 Bảo Lạc được tách thành hai trường, trường Trung học cơ sở thị trấn Bảo Lạc và trường Trung học phổ thông Bảo Lạc. Trải qua nửa thế kỷ hình thành và phát triển, trường Trung học phổ thông Bảo Lạc đã hai lần chia tách, sáp nhập, di chuyển địa điểm với biết bao khó khăn thử thách, thăng trầm trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Đến năm học 1975-1976, nhà trường đã đào tạo ra khóa lớp 10 đầu tiên ra trường với 7 học sinh. Những thành tựu đạt được trong nửa thế kỷ qua phải kể đến các cựu hiệu trưởng đã từng kề vai sát cánh, vượt qua muôn vàn khó khăn để dành toàn bộ tâm huyết, trí tuệ cho sự nghiệp trồng người với biết bao thế hệ học sinh đã trưởng thành. Hôm nay, đại diện các thế hệ học sinh trở lại thăm mái trường xưa, khơi dậy nhiều ký ức sâu thẳm đã từng sát cánh bên nhau, vượt qua khó khăn để dạy tốt, học tốt. Bà Nguyễn Thị Tâm là cựu học sinh khóa lớp 10 đầu tiên niên khóa 1973-1976, giờ là giáo viên nghỉ hưu. 46 năm trôi qua, những tình cảm đẹp đẽ trong thời gian học tập ở trường không bao giờ phai mờ trong cuộc đời bà. Cho dù gặp muôn vàn khó khăn trong học tập, nhưng mái trường xưa đã thắp sáng và nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng, mở rộng tri thức, phát triển tài năng dành cho bà và con em nhân dân trên địa bàn huyện Bảo Lạc. Đêm hôm chúng tôi cũng đến chỗ các bạn để cùng nhau trao đổi học nhóm. Ví dụ như là thị trấn thì cũng có vẻ là học nghỉ hơn một chút, thì giúp đỡ các bạn học nông thôn. Mà các bạn nông thôn đến thì trong cuộc sống cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Ví dụ đến học thì nhiều lúc các bạn mang cơm đến, mang gạo đến ấy, phần lớn là cơm ngô thôi đấy. Đấy. Rồi rau cỏ thì không có gì, có tí muối vừng. Đấy. Cũng thương các bạn thì chúng tôi cũng bảo nhau là có ít rau xanh trong vườn cũng hái đi cho các bạn đấy để cải thiện bữa ăn. Rồi đêm hôm đi học thì chủ yếu là bằng đèn dầu, chưa có điện. Đấy.
thì cũng giúp đỡ nhau bằng cách là thôi thì nhà nào còn có dầu dư giả thì ủng hộ các bạn. Trong những buổi học tối ấy, chúng tôi cũng thấy các bạn cũng có rất là nhiều sáng kiến. Ví dụ để khắc phục thêm ánh sáng thì các bạn còn ăn quả bưởi ở những vườn nhà ấy, gom góp hẳn những cái hạt bưởi mang phơi khô rồi sâu lại làm như là que nến ấy, thắp thì vào phòng cũng rất là thơm và cũng có chút ánh sáng. Thế đấy là những kỷ niệm rất là lãng mạn của cái thời lúc còn học sinh. Và nhất là những cái đợt thi đua ấy thì phải nói rằng là cũng lớp học cũng dấy lên một cái phong trào thi đua rất là sôi nổi. Ví dụ nhà trường đưa ra những cái chỉ tiêu để phấn đấu đánh giá cho từng tuần học ấy. Đấy, có 4 mức như là tốt, khá, rồi thì là trung bình, yếu kém. Thì lớp nào cũng phấn đấu cho tốt. Vì tốt là được cờ đỏ mà, còn khá là cờ vàng, trung bình là cờ xanh, rồi yếu kém là cờ trắng. Mà đã được cờ ấy thì phải cắm ở trước cửa lớp cả một tuần. Vì vậy là cũng cùng nhau phấn đấu, nếu không cờ trắng cắm ở lớp thì rất là xấu hổ. Sau nhiều biến động thăng trầm, đến nay nhà trường đã từng bước xây dựng cơ sở giáo dục khang trang, tạo ra diện mạo mới với nhiều đổi thay, có chất lượng giáo dục toàn diện, có đội ngũ sư phạm vững về chuyên môn, giỏi về nghiệp vụ, được đảng bộ, chính quyền địa phương và nhân dân tin cậy. 50 năm xây dựng và trưởng thành, một chặng đường lịch sử rất đỗi tự hào. Trường Trung học Phổ thông Bảo Lạc ngày nay không ngừng phát triển, khẳng định bề dày truyền thống của một mái trường đã hội tụ đông đủ con em các dân tộc ở huyện vùng sâu, vùng xa. Từ năm 2016, khuôn viên nhà trường được mở rộng, đầu tư xây dựng nhà hiệu bộ, các phòng học bộ môn với trang thiết bị hiện đại, phòng thí nghiệm, phòng thực hành đáp ứng yêu cầu dạy và học, cũng như các hoạt động giáo dục khác của nhà trường. Nhiều năm trở lại đây, nhà trường luôn duy trì ổn định quy mô trên 600 học sinh với 17 lớp. Số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên dao động từ 35 đến 42 người, đảm bảo đáp ứng chương trình đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Bám sát kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Trung học Phổ thông Bảo Lạc đã nghiêm túc thực hiện, đảm bảo tiến độ theo khung chương trình năm học, không có tình trạng giáo viên kiêm nhiệm các môn học khác. Với tinh thần đổi mới, nhà trường đã ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, tích cực hóa hoạt động của học sinh, hướng dẫn học sinh chủ động sáng tạo, tiếp thu kiến thức theo hướng phát triển năng lực, đa dạng hóa các loại hình học tập, học trên lớp, tự học, học qua trải nghiệm. Không chỉ chú trọng dạy chữ, nhà trường luôn quan tâm dạy người, đổi mới nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục truyền thống, trang bị kỹ năng sống cho học sinh qua các buổi sinh hoạt tập thể, hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp, trải nghiệm sáng tạo với nhiều sân chơi phong phú, mới mẻ, bổ ích và hấp dẫn. Trong 50 năm, nhà trường đã đào tạo được gần 10.000 học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Vài năm trở lại đây, tỷ lệ học sinh khá giỏi trên 40% trở lên. Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 95%. Học sinh thi đỗ đại học cao đẳng đạt từ 40 đến 50%. Học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh ngày càng tăng, bao gồm giải nhì, giải ba các môn lịch sử, ngữ văn, địa lý, giáo dục công dân. Đặc biệt, trường Trung học Phổ thông Bảo Lạc là trường đầu tiên của tỉnh đạt giải ba giải khuyến khích cấp quốc gia, cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết vấn đề thực tiễn. Một dự án dạy học tích hợp của giáo viên đạt giải ba cấp quốc gia. Kết quả trong các cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học phổ thông toàn tỉnh đạt một giải nhì, một giải khuyến khích. Là trường có phong trào thể thao sâu rộng, đã từng đạt giải huy chương vàng, bạc và đồng trong các môn bóng điển kinh, bóng rổ. Song song với thành tích của học sinh, đội ngũ giáo viên nhà trường cũng tham dự và đạt nhiều giải thưởng tại các kỳ thi giáo viên dạy giỏi. Mỗi thầy cô giáo không ngừng học tập để nâng cao năng lực và uy tín quản lý, luôn gương mẫu, năng động, sáng tạo trong công việc, luôn đoàn kết, thống nhất cao trong phương hướng và hành động. Tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện, giáo dục và đào tạo. Lấy việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm nòng cốt, thúc đẩy các phong trào thi đua, tạo sự chuyển biến thực sự về chất lượng,
hiệu quả giáo dục và đào tạo. Mỗi dịp khai giảng năm học mới, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo. Tiếp tục cho ý kiến chỉ đạo, động viên thầy trò nhà trường, viết tiếp truyền thống, tăng cường đổi mới, sáng tạo trong hoạt động dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu dạy và học trong tình hình mới. Không ngừng cải tiến cách dạy, cách học, theo hướng khơi dậy tư duy sáng tạo của học sinh. Mỗi thầy giáo, cô giáo, cán bộ luôn truyền cảm hứng, thắp lên ngọn lửa đam mê học tập, khơi dậy tình yêu, khát khao cống hiến cho quê hương đất nước và thực sự là những tấm gương sáng để học sinh noi theo. Chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý thì cơ bản đáp ứng và đổi mới cái chương trình giáo dục và đào tạo. Thực hiện đổi mới, vận dụng sáng tạo, vận dụng các phương pháp giảng dạy mới để tổ chức các hoạt động giáo dục tại địa phương đạt hiệu quả và thiết thực. Một cái nội dung nữa là các hoạt động giáo dục thì được nhà trường triển khai một cách chủ động, sáng tạo, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương. Chương trình giáo dục toàn diện thì được nâng lên, chất lượng giáo dục đại trà thì có nhiều cái chuyển biến tích cực, phù hợp với cái sự phát triển của người học, phát triển năng lực và phẩm chất của người học. Và chất lượng giáo dục mũi nhọn thì được nâng lên. Thì cụ thể là học sinh mà chất lượng giáo dục được nâng lên thì cũng duy trì bền vững những cái kết quả, những cái thành tích của năm học trước. Tỷ lệ mà có nhiều học sinh giỏi đạt học sinh giỏi cũng cao, thì qua các năm học sinh giỏi ở cấp tỉnh, ở cấp quốc gia thì cũng đều có, hàng năm là đều có như vậy. Và cũng nhà trường thì cũng đã làm tốt là cái công tác mà tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương của huyện Bảo Lạc phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong cái việc mà nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, tham mưu cho Ủy ban dân huyện, ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông của huyện thì hàng năm thì tổ chức cái thi đảm bảo an toàn và đúng cái quy chế đề ra. Tỷ lệ học sinh mà đỗ và tốt nghiệp hàng năm thì bình quân cũng trên 95%. Và tỷ lệ học sinh mà đỗ vào các trường cao đẳng, đại học thì cũng khoảng từ 40-50% như hàng năm. Thì thực tế là những cái chất lượng, những con số này cũng khẳng định được những cái thành quả của trường trung học phổ thông Bảo Lạc trong những năm qua. Với những thành tích và nỗ lực phấn đấu qua 50 năm, trường trung học phổ thông Bảo Lạc đã có nhiều cá nhân được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp, bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tập thể nhà trường nhiều năm liền đạt tập thể lao động tiên tiến, lao động xuất sắc, được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen. Một trong những niềm tự hào lớn nhất của nhà trường là các thế hệ học sinh sau khi rời ghế nhà trường đã nỗ lực phấn đấu trở thành tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ, kỹ sư, giáo viên và những người lao động bình dị đóng góp cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, nhiều người đã và đang giữ các cương vị quan trọng trong các ngành khoa học kỹ thuật, văn hóa, giáo dục, hoạt động chính trị xã hội. Nhiều người trở thành cán bộ chủ chốt của Đảng bộ, chính quyền địa phương. Phát huy thành tích đã đạt được, tiếp tục lan tỏa truyền thống hiếu học. Hôm nay, mỗi gia đình, dòng họ động viên và tạo mọi thuận lợi cho mỗi học sinh có ý chí vươn lên trong học tập và rèn luyện. Em Hoàng Minh Tuấn, học sinh lớp 11A1, đã vượt qua hàng chục cây số đến trường để học tập. Với ước mơ giản dị trở thành công chức, học trò này luôn ẩn chứa nghị lực sống, đam mê, khát khao tiếp cận tri thức, được trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Trung học phổ thông Bảo Lạc là một ngôi trường có bề dày lịch sử. Bên cạnh công tác giảng dạy, trường còn chú trọng giáo dục văn, thể, mỹ, giúp học sinh phát triển một cách toàn diện nhất. Em rất vinh dự được là một trong những người góp công sức nhỏ bé của mình vào thành tích chung của nhà trường. Những truyền thống tốt đẹp của nhà trường phải kể đến như
tôn sư trọng đạo, yêu thương chia sẻ, thi đua dạy tốt học tốt. Là một học sinh của nhà trường, trong thời gian tới em sẽ chấp hành tốt các nội quy của nhà trường, luôn cố gắng giữ gìn, thực hiện và lưu giữ truyền thống tốt đẹp của nhà trường, tuyên truyền để các bạn học sinh khác cùng thực hiện, ngày càng phấn đấu hơn nữa để đạt kết quả cao, không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ, thầy cô, bạn bè. Những kết quả đạt được qua 50 năm xây dựng và trưởng thành sẽ là tiền đề vững chắc để lớp lớp thế hệ thầy và trò hôm nay và mai sau nỗ lực hơn nữa trên hành trình chinh phục tri thức. Để chuẩn bị đầy đủ hành trang bước vào thời kỳ mới, Trường Trung học Phổ thông Bảo Lạc quyết tâm phấn đấu, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong chiến lược xây dựng và phát triển. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng và không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy. Từng bước tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục theo hướng mũi nhọn để hàng năm có thêm nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi. Quan tâm làm tốt công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư để hiện đại hóa cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục. Thực hiện chủ đề năm học 2022-2023 là đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Trường Trung học Phổ thông Bảo Lạc xác định một số phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới như sau. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức chính trị, thống nhất ý chí và hành động của cán bộ, giáo viên, nhân viên, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với lớp 10 và tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2006 đối với lớp 11, lớp 12, đảm bảo hoàn thành chương trình năm học, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Xây dựng đội ngũ nhà giáo có phẩm chất đạo đức tốt, có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm học. Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, hình thức kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số trong hoạt động dạy học và quản lý giáo dục, bao gồm ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, quá trình dạy học và quản trị nhà trường. Thực hiện hiệu quả công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau trung học phổ thông. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện giáo dục STEM trong trường học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo và Sở Giáo dục Đào tạo. Đổi mới công tác quản lý giáo dục, thực hiện quản trị trường học dân chủ, kỷ cương, nền nếp, chất lượng và hiệu quả. Bảo đảm an toàn trường học, chủ động, linh hoạt trong thực hiện kế hoạch năm học, chủ động phòng chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai dịch bệnh. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng gắn với hiệu quả công việc. Thực hiện tốt việc khen thưởng kỷ luật vì sự tiến bộ của học sinh, bảo đảm thực hiện đúng quy trình, công bằng, công khai, minh bạch, kịp thời. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường tiếp tục chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở đảng và các tổ chức đoàn thể đạt trong sạch, vững mạnh. Triển khai nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các chủ trương của ngành giáo dục và đào tạo đến cán bộ, đảng viên, giáo viên, gắn với thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với tất cả sự nỗ lực, đồng lòng của các cán bộ, giáo viên, sự nhiệt huyết của Hội đồng Sư phạm nhà trường, sự hăng say học tập của các em học sinh và trên hết là sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền. Chắc chắn Trường Trung học Phổ thông Bảo Lạc sẽ giành nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, trở thành cơ sở giáo dục chất lượng cao ở địa phương. Em lên đường, tung bay xa nhiều thế hệ, cháu Bác Hồ tự hào như em người chiến sĩ văn hóa.